77 tỷ 500 triệu đồng. Đây là số tiền mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu căn biệt thự tọa lạc tại căn cốc hai mặt tiền đường Đặng Đại Độ giao với đường Hưng Gia Ba, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Với tổng diện tích đất được công nhận là 218m², trong đó chiều ngang là 12m và chiều dài là 18,5m. Được xây dựng một hầm để xe ô tô và 4 tầng lầu. Chào các bạn đã quay trở lại kênh Bất Động Sản ACB Land. Sản phẩm chào bán hôm nay của chúng ta là căn biệt thự tòa lạc tại căn góc hai mặt tiền, thuộc vị trí trung tâm nhất của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bất động sản đang giao bán có các thông tin cơ bản như sau. Tổng diện tích đất được công nhận là 218m², trong đó chiều ngang là 12m và chiều dài là 18,5m. Kết cấu xây dựng, một hầm để xe ô tô và 4 tầng lầu. Nhà được thiết kế có thang máy. Tổng diện tích sàn là 700m². Căn biệt thự được thiết kế bao gồm 5 phòng ngủ và 5 toilet. Hướng căn biệt thự có hướng nhìn về hướng Bắc. Pháp lý sổ hồng đầy đủ và được hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 75% giá trị định giá tại thời điểm giao dịch. Vị trí căn biệt thự đang chào bán, tọa lạc tại nút giao cắt giữa trục đường Đặng Đại Độ giao với trục đường Hưng Gia Ba, nội khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Đường có lộ giới 18m rộng rãi, xe ô tô lưu thông thông thoáng. Giá đang được chào bán là 77 tỷ 500 triệu đồng. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết thêm thông tin về bất động sản đang chào bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983 383 509 để được tư vấn. Nếu các bạn quan tâm đến căn biệt thự đang chào bán và muốn biết chi tiết hơn thông tin về nội thất bên trong căn biệt thự, cũng như thông tin pháp lý về bất động sản đang chào bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0983 383 509 để hẹn lịch đi xem thực tế. Về vị trí địa lý bất động sản giao bán, tọa lạc tại nút giao cắt giữa trục đường Đặng Đại Độ, giao cắt với trục đường Hưng Gia Ba, thuộc vị trí trung tâm nhất của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí bất động sản giao bán, cách siêu thị Lotte Mart chỉ 3 km và cách trung tâm quận 1 chỉ từ 7 km. Giá chào bán cho bất động sản tại thời điểm tháng 8 năm 2022 là 77 tỷ 500 triệu đồng. Trong thời gian tới, nếu bất động sản đang chào bán có biến động về giá mua bán, chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi trong phần mô tả của video này, hoặc giá sẽ được điều chỉnh trên tiêu đề của video. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết chính xác thông tin giá mua bán mới nhất, cũng như thông tin pháp lý về bất động sản đang được chào bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983 383 509 để được tư vấn. Do thời lượng video ngắn, nên chúng tôi sẽ không tập trung quay nội thất bên trong căn biệt thự. Video chỉ mô tả ngắn gọn về thông tin cơ bản về tính pháp lý của bất động sản và tọa độ vị trí bất động sản đang tọa lạc. Nếu các bạn quan tâm, vui lòng hẹn lịch đi xem thực tế qua số điện thoại 0983 383 509. Nếu các bạn có nhu cầu chụp hình chào bán bất động sản, cũng như quay video và dựng phim chào bán bất động sản như kênh YouTube ACB Land, hoặc chào bán các sản phẩm khác về bất động sản tại kênh YouTube ACB Land, vui lòng liên hệ với đội ngũ marketing chúng tôi để được báo giá chi tiết hơn. Một lần nữa, đội ngũ chúng tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Video này chúng tôi sẽ tạm dừng sau vài phút ghi hình xung quanh vị trí bất động sản đang chào bán. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho đội ngũ chúng tôi một like và chia sẻ kênh để giúp chúng tôi vượt qua các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo sẽ sớm được xuất bản trong vài ngày tới.